Nhân dịp vừa ra album mới, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường lên tiếng, tiết lộ mối quan hệ với ca sĩ Hồ Văn Cường, vỏn vẹn ba chữ ai cũng bất ngờ. Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường vừa phát hành album có tên Tự Nhiên, dự án kỷ niệm chặng đường 10 năm sáng tác. Album Tự Nhiên gây chú ý lớn bởi sự góp giọng của dàn ca sĩ vocalist thực lực Thanh Hà, Phương Thanh, Mỹ Linh, Hà Trần, Hồng Ngọc, Lệ Quyên, Phạm Quỳnh Anh và Hồ Ngọc Hà. Trên trang cá nhân, mới đây nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã đăng tải đoạn clip ghi lại chia sẻ của Hồ Văn Cường gửi đến mình nhân dịp phát hành album có tên Tự Nhiên. Giọng ca gốc Tiền Giang xuất hiện trong clip với trang phục đơn giản, Hồ Văn Cường đã chia sẻ. Xin chào chú Cường, được biết ngày hôm nay chú có ra mắt một album mang tên Tự Nhiên và cũng là dịp kỷ niệm 10 năm sáng tác của chú. Con xin chúc cho album lần này của chú sẽ thành công thật vang dội và sự nghiệp của chú sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Theo đó, tuy không thể sắp xếp thời gian để đến tham dự buổi họp báo công bố album của Nguyễn Minh Cường, nhưng Hồ Văn Cường cũng đã quay clip chúc mừng và gửi cho đàn anh thân thiết. Tác giả Hoa Nở Không Màu không giấu được sự phấn khích, chia sẻ. Cháu tui á, dễ thương quá, cảm ơn con nhiều nha. Hồ Văn Cường đã gửi hoa chúc mừng Nguyễn Minh Cường dù không tham dự họp báo. Được biết Hồ Văn Cường và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có mối quan hệ chú cháu khá thân thiết. Gần đây nhất, cả hai còn bắt tay hợp tác với nhau trong sản phẩm âm nhạc mới mang tên Cung Đàn Thương Nhớ dưới dạng MV Lyrics. Album có tên Tự Nhiên của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường gồm 8 ca khúc, trong đó có 6 sáng tác hoàn toàn mới. Là Tự Nhiên, Yêu Một Người Đau Quá, Người Buồn Trời Đổ Cơn Mưa, Muốn Quên Nhưng Chẳng Thể, Còn Thương và Khóc Bên Dòng Sông. Bên cạnh đó là hai bản hit đã gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, là Hoa Nở Không Màu và Buồn Làm Chi Em Ơi. Với album Tự Nhiên, thế mạnh ballad tiếp tục được Nguyễn Minh Cường tận dụng. Vì trong hành trình sự nghiệp âm nhạc của tôi, các ca khúc ballad luôn nhận được nhiều tình cảm nhất. Tuy nhiên, cả 8 ca khúc đều được hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại, thêm thắt nhiều chất liệu và thay đổi linh hoạt cấu trúc bài hát để tạo nên một loại rượu mới cho chiếc bình cũ mang tên pop ballad, thể loại đã quá quen thuộc với khán giả đại chúng. Quy tụ toàn những chỉ đại của âm nhạc Việt Nam vào trong cùng một album, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã lấy hết can đảm mới dám mời và chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị từ chối. Quá trình thu âm và sản xuất album với toàn những giọng hát khủng được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đặt để nhiều tâm huyết. Để phù hợp với lịch trình làm việc của các ca sĩ, quá trình thu âm diễn ra linh hoạt giữa trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó, để hòa âm phối khí từng ca khúc, sao cho phù hợp với cá tính âm nhạc và đáp ứng được những tiêu chí quan trọng của mỗi nghệ sĩ. Quá trình mix và mastering tuyệt đối không được dễ dãi và có yêu cầu rất cao về chất lượng. Thật may mắn vì trong công đoạn này, Cường được làm việc cùng các bậc tiền bối như nhạc sĩ Hoài Sa, nhạc sĩ Lê Thanh Tâm nên có thể đảm bảo chất lượng âm thanh thực sự tối ưu, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ. Thưa quý cô bác anh chị và các bạn, sau đây là những dòng chia sẻ của một người lính hải quân nói về Hồ Văn Cường. Anh, một người lính viết cho em, đồng chí chiến sĩ nhỏ tuổi Hồ Văn Cường. Thế rồi 2 năm cũng qua, từ những bước đi chập chững, nay đồng chí đã hoạt động bài bản và chuyên nghiệp hơn theo từng show diễn. Được chứng minh bởi người hâm mộ, ngày một đông cả về số lượng lẫn đối tượng khán giả. Trên sân khấu, đồng chí đốn tim mọi người bởi phong thái tự tin, sự chủ động, giọng hát ngọt ngào trầm ấm và da diết, lối hát mộc mạc đặc trưng của đồng chí đã khơi dậy nhiều xúc cảm trong lòng khán giả. Với anh, điều anh ngưỡng mộ và vui mừng nhất đó là tên tuổi của đồng chí nay đã có chỗ đứng nhất định, không đính kèm với bất cứ giọng ca nào. Điều này cho thấy sức hút và năng lực bản thân của đồng chí không hề nhỏ. Khi đồng chí thể hiện bài hát Một Đêm Say tại 2 trường đại học, đồng đội anh đã nhận xét: quả là đáng khâm phục cậu bé, chuyên hát dòng nhạc dân ca trữ tình mà nay hát nhạc trẻ hay như nuốt đĩa. Giao lộ thời gian tập số 17 đã 1,2 triệu lượt xem, chưa có tập nào trong năm vừa qua vượt qua được con số này. Một giọng ca quá đẹp, quá tuyệt vời. Đời người không có hoàn mỹ, chỉ có hoàn thiện. Muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Hãy luyện cho đôi chân mình vững vàng để bước đi trên con đường đồng chí đã chọn nhé. Con đường đi đến thành công đều không dễ dàng và đồng chí đã đi lên bằng chính đôi chân của mình, bằng sự chịu khó học hỏi, khổ luyện không ngừng nghỉ của bản thân. Và thành quả trong 2 năm qua, đồng chí xứng đáng được nhận tình yêu thương của cộng đồng mạng và khán giả dành tặng cho đồng chí. Anh và đồng đội đã xem show tại Đà Lạt ngày 1 tháng 1 năm 2024, một show diễn quá thành công, quá tuyệt vời, chúc mừng đồng chí. Biển đảo mãi dõi theo đồng chí, mạnh mẽ lên dùm anh. Thưa quý vị và các bạn, trải qua ồn ào sóng gió, Hồ Văn Cường trở lại âm nhạc,
Trong sự giang tay đón nhận của những người yêu mến anh, đại gia đình xanh đỏ chuối. Khi MV Mẹ Tôi còn chưa tung ra, fan Hồ Văn Cường đã háo hức rủ nhau ủng hộ thần tượng. Từ lúc ấy, nhiều người đã đoán được sản phẩm mới của anh khi ra mắt sẽ làm khán giả bất ngờ. Đó chính là MV ca khúc Mẹ Tôi, không phải sáng tác mới của nhạc sĩ Minh Vi. Gần 20 năm trước, Cẩm Ly, bà xã của Minh Vi, đã hát ca khúc này để lại dư âm tích cực với khán giả. Trong kho tàng ca khúc Việt, không thiếu những bài hát về mẹ, nhưng Mẹ Tôi của Minh Vi vẫn tìm được chỗ đứng bởi giai điệu ngọt ngào, ca từ giản dị. Cô bé dân ca Phương Mỹ Chi cũng đã hát Mẹ Tôi cùng với ca sĩ Nam Cường. Hát những nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca Nam Bộ về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, tình mẹ, vốn là sở trường của Hồ Văn Cường. Cho nên dù Mẹ Tôi từng được Cẩm Ly, Phương Mỹ Chi hát, song Hồ Văn Cường vẫn tự tin chọn ca khúc này mở đầu cho chuỗi dự án Mừng Lễ Vu Lan Báo Hiếu. MV của Hồ Văn Cường lập tức gây tranh cãi, bởi vì Hồ Văn Cường luôn có một lượng anti-fan sẵn sàng công kích nam ca sĩ. Một số bình luận hết lời khen ngợi, nhớ mẹ nhiều hơn, cảm ơn ca sĩ Hồ Văn Cường và nhạc sĩ Minh Vi. Cường vốn đã sở hữu một giọng ca giàu cảm xúc, nên khi hát về mẹ thì cảm xúc như được truyền đến từng ngõ ngách trong trái tim người nghe. Cả nhà mình vẫn say sưa bên Mẹ Tôi, bản này của con đúng là một tuyệt phẩm, nếu là một tác phẩm mới thì có lẽ con đã làm nên chuyện đấy út à. Rất mong con tới đây, con sẽ có một sự kết hợp với một nhạc sĩ nào đó mà cả hai bên thấy phù hợp với nhau để có bản độc quyền về dân ca tặng các ngoại, các mẹ và khán giả yêu thương con út nhé. Mong bác ba sẽ viết nhạc trẻ để con có bản hit gửi tới các bạn trẻ cùng trang lứa với con. Bác ba là người từng trải nhưng có một tâm hồn rất trẻ và quan trọng là nội dung ý nghĩa. Một vài bình luận ngược chiều từ anti-fan, đâu có gì hay đâu ta, quá bình thường, không còn truyền cảm như xưa. Dù khen hay chê cũng đều chứng tỏ MV Mẹ Tôi lôi kéo được sự quan tâm của một bộ phận khán giả. Càng nhiều khen chê thì lượt view càng tăng. Phát hành ngày 19 tháng 8, đến mấy ngày sau thì MV đã đứng thứ 7 trong top danh mục âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam. Mẹ Tôi vẫn trụ vững thứ hạng này trong mấy ngày. Không biết vô tình hay hữu ý, trên kênh Cẩm Ly cũng đã đăng bài Mẹ Tôi do Cẩm Ly trình bày, được phát hành từ 2006. Một số khán giả đã tranh luận Cẩm Ly và Hồ Văn Cường, ai hát Mẹ Tôi hay hơn. Có người thích giọng ca mộc mạc của Hồ Văn Cường, nhưng có người lại mê tiếng hát ngọt ngào của Cẩm Ly. Tuy nhiên, nếu chỉ so về lượt xem của ca khúc, thì Hồ Văn Cường đang có lợi thế hơn đàn chị. MV Mẹ Tôi về phần hình ảnh chỉ là bản quay dạng tại phòng thu. Có vẻ Hồ Văn Cường cũng không tốn bao nhiêu chi phí cho chiếc MV đang hốt view này. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây báo chí đã có một bài viết với một tiêu đề là Hồ Văn Cường giỏi hay các bà, các mẹ giỏi. Không phải lần đầu, fan của Hồ Văn Cường giúp những sản phẩm của anh góp mặt trong danh mục top âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam. Cách đây một thời gian, video ghi lại phần trình diễn ca khúc Về Quê Ngoại của anh ở một tụ điểm ca nhạc cũng xếp thứ 14 trong danh mục âm nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam.